Vâng, xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh YouTube Hoàng 89 Vlog của mình nhé. Chào mọi người đã ủng hộ kênh YouTube của Hòa. Đặc biệt hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái bông trang đỏ ta đổi màu. Bông trang đỏ ta đổi màu thành đỏ hồng. Hòa thấy cái bông trang nó ra đẹp thì hôm nay Hòa quay video để chia sẻ mọi người cùng xem. Xem thử đỏ hồng thì có đẹp hay không. Rồi mọi người thấy đẹp thì Hòa nhân giống ra trồng thêm nhiều cây cho vui nhé. Mọi người hãy cùng xem video vui vẻ. Đây là một trong những cây bông trang đỏ ta đổi màu nhá. Đổi màu gì thì các bạn theo dõi video để xem cái bông, cái nụ này nó nở ra to hơn thì có đẹp hơn không nhá. Hãy theo dõi video xem đỏ ta đổi màu nó có hấp dẫn mọi người chơi không. Đây là giống bông trang đỏ ta nha, cũng là một giống cây vừa rồi này. Nó nở to hơn. Đây là cái nụ này. Mọi người xem nụ này có đẹp không nhá. Đây là cây đỏ bông trang đỏ ta đổi màu. Này, để mình quay cái búp to hơn cho mọi người xem. Đây là cái búp to hơn. Đây màu sắc này mọi người. Màu sắc đỏ hồng nhá. Đây Hòa rất thích cho nên cái màu này, cái cây lớn Hòa rất thích cho nên Hòa cắt cây lớn nó nhân giống. Mà cây lớn thì bây giờ nó bị gì á, nó bị bạc màu này. Để Hòa quay cây lớn cho mọi người xem nhá. Cái gốc lớn bây giờ nó bị gì á. Mọi người có cách nào mà chữa trị cây lớn thì cũng comment giúp Hòa với nhá. Đây là cái mặt bông bông trang đỏ mà đổi màu nhá. Đây mọi người. Đó. Rất đẹp luôn. Đó, rất xinh đẹp luôn. Không phải đỏ mà đỏ hồng nhá. Trang đỏ ta đổi màu. Đây Hòa sẽ nhân giống những cây này thêm một lần nữa, từ cái gốc nó ra đổi màu rồi chuẩn. Thì cây này là Hòa cắt từ một cái cây bông trang đỏ ta đổi màu. Thì Hòa sẽ quay cây bố mẹ cho mọi người xem. Hiện tại cái bố mẹ đang bị nói chung là không biết nguyên nhân bị gì mà nó bị vàng lá rồi. Để Hòa quay là cái gốc bông trang mà nãy á, cây là cái cây mẹ, mấy cây mà mình nhân giống ra bông trang đỏ đổi màu, nhưng cây này bây giờ nó bị suy nên cây bông nó không được to nhé mọi người. Lá nó bị vàng hết rồi, nên cây tàn này nó bị vàng hết rồi mọi người. Đây, cây giống bố mẹ của mình nhân ra đấy, là bông rất đẹp luôn, bông trang đỏ đổi màu. Cái tàn này rất cao nha. Cây này hôm bữa mua cây này 1,5 triệu. Đây, bông trang đỏ thì hơi rẻ mọi người, không biết khi nào mới hồi phục lại nhá. Đây, cây này cũng rất cao rất to nhưng hơi bị suy thôi. Cây này đi nhân giống luôn. Bông quá đẹp. Đây, cây này ra rầm rạp. Những cái cây mà ở trong này này là cắt dễ, rất là dễ sống. Nhưng những cái đọt non này thì khó sống hơn nhá. Những như vậy là rất là dễ sống, cứ găm xuống là sống thôi này. Nhưng cây này là đó, nên quyết định cắt hết cây này luôn, đi nhân giống ra cây này. Thích cái bông này cho nên nhân giống ra để trồng ra nhiều nhá. Đây mọi người. Bạn xem video thì đừng quên ủng hộ cho Hòa một like nhé, like video, đăng ký kênh YouTube của Hòa nha. Đây, cây này nhỏ mà bông quá trời luôn. Đây. Bông nở búp quá trời mọi người. Trồng bông trang có cái sở thích vui là ra bông nhiều. Đây, búp đang quá trời luôn. Đây còn nhỏ xíu. Cắt nhân giống. Các bạn xem cây bông trang đỏ ta đổi màu thành đỏ hồng có đẹp không thì mọi người thử bình luận xuống dưới video xem thử cây này đẹp không nhá. Xem video thì đừng quên ủng hộ cho Hòa một like, một subscribe, đăng ký kênh, theo dõi những video mới nhất về bông trang nha. Theo dõi những video mới nhất về bông trang kênh Hòa 89 Vlog của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ đăng ký kênh của Hòa nhé. Hẹn gặp lại các bạn một video sau nhé.